đến với nội dung phim Đấu La Đại Lục. Trong tập trước, Đường Tam đã đánh bại được 5 vị trưởng lão họ Thiên Tông rồi lấy ra lệnh bài mà Đường Thần đã giao cho. Nhìn đồ án cùng bóng hình khổng lồ xuất hiện trên bầu trời, nhị trưởng lão nhận ra đây là họ Thiên lệnh của đại bá. Các vị trưởng lão đều cùng thời với ông ta. Nếu không có mệnh lệnh của cụ cố, hắn nào dám mạo phạm. Nhị trưởng lão hỏi thầm, không biết ông ấy có dạy bảo gì. Đường Tam thẳng thắn, cụ cố ban cho họ Thiên lệnh này, thứ nhất là để chính danh cho phụ thân Đường Hậu. Ông ấy cho rằng Đường Hậu không bôi nhọ uy danh của họ Thiên Tông. Điều thứ hai cũng là quan trọng nhất, truyền đạt một câu rằng họ Thiên Tông là họ Thiên Tông bệ nghĩa thiên hạ. Lời này làm cho cả đám lấy lại sĩ khí. Đường Tam lại cho biết, cụ cố cho rằng quyết định ban đầu tuy rằng tạm thời giữ vững căn cơ của họ Thiên Tông, vậy nhưng cũng khiến tông môn đánh mất đi thứ quý giá nhất. Đường Khiếu bổ sung, năm đó phụ thần lão cũng rất dày dứt. Quyết định của ông ấy tuy có hơi bảo thủ, vậy nhưng lấy lui làm tiến chưa chắc đã là sai lầm. Chỉ cần có cơ hội, tông môn chắc chắn sẽ xuất hiện lại trên giới hồn sư. Đường Tam hiểu, tổ phụ gánh vác trách nhiệm bảo vệ toàn tộc, vậy nhưng không gánh vác trách nhiệm bảo vệ toàn bộ Đấu La Đại Lục. Mà điều này vốn là chức trách quan trọng nhất của thiên hạ đệ nhất tông, họ Thiên Tông. Nhị trưởng lão cảm thán, chuyện nên xảy ra cũng đã xảy ra rồi, lão cũng muốn biết đại bá bây giờ ở đâu. Nếu lão nhân gia có thể trở về chủ trì đại cục thì họ Thiên Tông sẽ không đổ. Lời này hiển nhiên là đang muốn Đường Thần quay về gánh vác trách nhiệm gây dựng họ Thiên Tông. Đường Tam thẳng thắn, cụ cố sẽ không trở về tông môn nữa. Việc giao lệnh bài cũng có nghĩa rằng Đường Thần muốn Đường Tam tiếp nhận chức vụ thủ tịch đại trưởng lão. Thủ tịch trưởng lão có quyền can thiệp đại sự của tông môn, hắn cảm thấy không gánh vác nổi. Hơn nữa, chân thân còn mang theo trách nhiệm với đường môn. Nói là như vậy, nhưng chỉ thoáng chốc sau đó hắn lại trở thành thủ tịch đại trưởng lão. Mọi người nhanh chóng quỳ xuống bái kiến, ngay cả Đường Khiếu cũng phải quỳ. Đây vốn dĩ là quy củ, không được tùy ý phá hỏng, trừ phi hắn hạ lệnh điểm mọi người đứng dậy. Từ điều này tới xem, chức vụ của Đường Tam hiển nhiên là cao hơn tất cả mọi người. Đường Tam nhanh chóng kêu mọi người đứng dậy, sau đó bắt đầu một bài phát biểu. Họ Thiên Tông không chỉ lần nữa sáng tạo huy hoàng, cũng phải bảo vệ toàn bộ Đấu La Đại Lục. Qua đó mới không bôi nhọ uy danh thiên hạ đệ nhất tông. Cả đám nghe vậy liền đồng thanh hô hào theo. Đường Khiếu nhìn không khí này cũng vui mừng. Nếu phụ thân nhìn thấy được cảnh tượng này nhất định sẽ rất vui. Trước khi Đường Hạo đi bái phụ thân và chư vị tổ tiên, Đường Khiếu đem theo hai chiếc hồn cốt trả lại cho ông. Lão biết Đường Tam có cách giúp Đường Khiếu khôi phục lại, và nhưng hai chiếc hồn cốt này vốn thuộc về ông. Cũng giống như Đường Tam, Đường Hạo liền từ chối không dám nhận. Tuy nhiên chỉ vài giây sau lại đồng ý. Rất nhanh sau đó, Đường Tam cũng giúp Đường Hạo hấp thu hồn cốt. Mặc dù quá trình vô cùng thống khổ, vậy nhưng tay chân cũng vì vậy mà được khôi phục trở lại. Sau đó nghi thức cung bái các vị tổ tiên cũng được diễn ra, mục đích là để thông báo hai chuyện quan trọng. Đầu tiên là khôi phục thân phận đệ tử họ Thiên Tông cho Đường Hậu. Thứ hai là tuyên bố họ Thiên Tông sẽ quay lại giới hồn sư, đúc lại vinh quang của họ Thiên. Xong xuôi mọi chuyện, Đường Khiếu gặp mặt Đường Tam, đem chuyện lâu cao nhờ vả, phải đem tác phẩm tự tay của ông ấy giao cho hắn. Mở ra xem, Đường Tam liền vui mừng, không ngờ thứ bên trong chính là bộ ám khí khổng tức linh cùng Phật nộ Đường Liền. Đường Tam tò mò, ám khí đã làm xong, vậy tại sao ông ấy không tự mình mang tới? Đường Khiếu nghe vậy liền buồn bã nhíu lại. Ngày trước, Lâu Cao bởi vì quá tập trung chế tạo ám khí mà không ăn không ngủ, sức khỏe suy giảm. Sau đó còn vô tình kích phát ám khí, tự mình dùng huyết nhục hiến tế, kết quả là mất mạng. Dù là như vậy thì ông ta vẫn mãn nguyện. Đường Tam nghe xong xúc động, lòng quyết chí này thật không hổ thẹn với cái danh thần tượng. Đường Khiếu lại nhắc nhở, Lâu Cao là người của Đường Môn, hy vọng hắn hãy đem tác phẩm cuối cùng cất giữ mang về Đường Môn. Đúng theo lời dặn, Đường Tam liền đem những gì Lâu Cao đã chế tạo quay về. Biết tin lão đã mất, cả đám vô cùng đau buồn. Nhìn vào hai món đỉnh cấp ám khí, Thái Thanh liền kinh ngạc, bảo Vũ Lê Hoa Châm sao lại không có cây châm nào thế. Đường Tam cho biết, lần đầu hắn mở hộp ra cũng có thắc mắc giống như vậy. Mãi tới sau khi nghiên cứu bản vẽ mà ông ấy sửa lại mới hiểu được chân ý chân chính. Thứ ông ta để lại cho mọi người là tác phẩm mà trước này chưa từng có. Kết cấu của bảo Vũ Lê Hoa Châm vô cùng đặc biệt, có thể thi triển ra bạo phát cực kỳ mạnh trong giây lát. Theo suy nghĩ ban đầu của hắn, nó gần như có thể khiến cho hồn sư dưới 50 cấp một kích mất mạng. Vậy nhưng đáng tiếc là hiệu quả của nó chỉ có thể phát động trong một lần, tổng hợp sức mạnh của 27 cây châm bắn ra cực nhanh. Một khi đã bắn là phải thấy máu. Nguyên bản của bảo Vũ Lê Hoài Châm chỉ có 27 lỗ kim, vậy nhưng chiếc solo cao làm lại có tới 49 cái, từ đó uy lực cũng tăng lên gần như gấp đôi. Ông ta không ngại hy sinh bản thân vì đạo, dùng tâm huyết mở ra nhuệ khí, dùng hồn lực phát động ám khí. Hơn nữa có thể sử dụng bảo Vũ Lê Hoa Châm một cách linh hoạt, tác phẩm cuối cùng này đủ sức thay đổi toàn bộ hồn sư giới. Mọi người nghe vậy liền cúi đầu cảm ơn. Đúng lúc này, người của Mẫn Chi nhất tộc tới thông báo, Tuyết Băng có lệnh muốn đích thân dẫn trăm vạn đại quân quyết chiến với Vũ Hồn Đế Quốc, cho nên đặc biệt lệnh cho nàng ta trở về truyền triệu kiến Đường Giao quân tới tiền tuyến chi viện. Nội dung bên trong bức thư ghi rằng, từ khi quân Liên Hiệp Viện gặp phải Vũ Hồn Đế Quốc ám toán, Tinh La Đế Quốc khẩn cấp lui về tới nay, Vũ Hồn Đế Quốc đã tăng mạnh binh lực, từng bước áp sát.
nhiều lần quấy nhiễu phòng tuyến bên ta khiến quân ta từng bước khó khăn. Vào thời khắc nguy cấp tồn vong này, Tuyết Băng muốn mời các bộ chỉnh đốn binh mã khẩn cấp hành quân. Trong vòng 3 ngày lập tức tập hợp trên bình nguyên, đến lúc đó hắn sẽ đích thân dẫn 100 vạn hồn sư chính nghĩa quyết một trận tử chiến với Vũ Hồn Đế Quốc. Có thể nói rằng trận chiến này vô cùng quan trọng, hoàng thất tồn vong đều phải xem vào nó. Và tập phim tới đây là hết rồi, nội dung tiếp theo sẽ như thế nào, mời các bạn đón xem nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.